Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Mix It Up. Ở tập này Hào sẽ dành một chút thời gian để nói về Mix It Up ra đời như thế nào và cũng như là lịch trình phát sóng của chúng ta. Vậy thì Mix It Up ra đời như thế nào? Mix It Up đã ra đời bằng một nguồn cảm hứng từ Bar Stories của Dustin và cũng như những kinh nghiệm mà Hào được học hỏi trong những năm qua. Hào mong muốn kênh YouTube này sẽ là một nguồn cảm hứng dành cho tất cả các bạn người Việt chúng ta trên toàn thế giới yêu thích bộ môn nghệ thuật pha chế bartending. Còn nếu không, đây có thể là một kênh YouTube mà bạn yêu thích. Ở Mix It Up bạn sẽ tìm được những công thức pha chế rượu rất là cơ bản cũng như là những loại cocktail phổ biến nhất trên toàn thế giới mà sẽ được Hào hướng dẫn. Hãy cùng đón xem nhé! Có thể là các bạn thắc mắc là tại sao Hào dùng rất là nhiều thuật ngữ tiếng Anh nhưng mà không chuyển sang hoàn toàn bằng tiếng Việt. Nhưng không phải vì Hào ở Mỹ mà dùng tiếng Anh, nhưng mà đây là những thuật ngữ mà rất là chuyên dụng trong ngành pha chế bartending, mà nếu như các bạn muốn đi sâu và học hỏi thêm về ngành này thì đây là một lợi ích mà các bạn nên học từ bây giờ. Mix It Up sẽ được phát sóng vào mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube. Thứ tư sẽ là ngày mà Hào sẽ làm cocktail ở quầy bar, hướng dẫn cho tất cả các bạn những cocktail phổ biến nhất. Và thứ sáu sẽ là ngày mà Hào sẽ ôn lại tất cả những gì mà Hào đã hướng dẫn vào ngày thứ tư. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về đi chuyên sâu vào tất cả các loại rượu cũng như là làm quen dần với tất cả các loại rượu. Song song bên cạnh đó, Hào sẽ trả lời những câu hỏi cũng như là giải đáp những thắc mắc nếu các bạn có đặt ra cho Hào. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe bên góc phải màn hình, chia sẻ rộng rãi, và đó là động lực mà để Hào làm thêm những video về bộ môn nghệ thuật pha chế bartending này. Xin chào, tạm biệt và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với Mix It Up.